Nay ngày 4 tháng 8 mình tiếp tục lên cái video ha, cũng ngày 4 tháng 8 anh em mua hàng nhớ ngày giúp mình nha. Mình cũng chào anh chị và các bạn đã quay lại kênh của mình. Xem kênh nhớ bấm like để đăng ký kênh. Đăng ký kênh anh em bấm cái chuông nha, mình sẽ có video mới sẽ thông báo qua cho anh em ha. Rồi, nghe kỹ rõ hình thức mua bán nha anh em. Một là chuyển khoản, hai là ship COD ha. Chuyển khoản thì mình bao ship, còn ship COD thì đặt cọc cái thẻ cào Viettel 50 giúp mình ha. Đó, rồi mình vô vấn đề chính. Hôm nay mình có vài món pin thanh lý với lại vỏ pin, mình bán vỏ pin ha. Với lại mấy cái máy pin thôi chứ không có gì hết. Đó, 7 món thôi. Rồi, đầu tiên cái số 1 mình thanh lý một cặp nha. Một cái 136, một cái 13147 nha. Cái này từ cuộn đồ, từ đồ nó chung với nhau ha, đầu nó chung với nhau. Đó, trên đây thì cao su nó tróc rồi, đầu còn hết nha. Cái này thì mình nói cái 4147 trước ha, lấy được từ ha. Cuộn ha, cò ha. Đó, thanh lý nha. Đó, mình bấm nó lên nguồn vậy á, nó còn y đồ thì mình để y đồ trống, còn cái này cũng vậy luôn. Từ cuộn với cò ha, thanh lý, bán luôn cặp nha anh em. 800k. Ai mua lẻ thì giá khác nha. Ai mua lẻ giá khác, cặp này mình bán 800k, cây 137 và cây 136 và cây 147. Đó thì hai bên đây. Cao su ở bên trên này nó có hơi xấu ha. Đó. Ốc ác đầy đủ, bàn phím, cò đồ còn hết ha. Đó, không mắc ha, thì mình đút pin cho thử cho anh em coi ha. Đó, mình sẽ mượn pin này mình bán, pin này mình mượn nè, đút pin vô ha. Đây. Đó, bấm dẫn lên nguồn chỉnh được ha. Rồi nó không chạy, đó, nó nhích 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 nè ha. Đó, nhích nhích ha. Đó. Đây, nhích nhích. Đó, có hồi nó nhích nhích nhích, chạy mà nhích 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 ha. Chỉnh thì ok hết ha. Đó. 1 số 2 số 3 chế độ tụ ha. Rồi, cái này là con 136 nha anh em. Còn cái này là con 147 nè. Đó, lên đèn ha. Đó, 147 gắn vô nó báo bằng nút pin ha. Con này cũng cái chạy nhất 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 giống như con đó không? Đó đó. Đó, rồi thanh lý ha. Thanh lý cặp này số 1 giá 800 nha anh em. Ai mua lẻ giá khác ha. Rồi số 2 cũng thanh lý một con mát luôn giá 500, con này là 141 ha. Thêm còn. Đó, đời này thì made in Japan hẳn hồi à. Bên đây cũng vậy luôn, thêm cũng còn. Cao su nó thì không có tróc chỗ nào hết nha. Đây nó có bung ra về anh em dán keo thôi. Đó, đầu thì còn cứng. Có độ rơ nhẹ nè. Có độ rơ nha, thanh lý luôn. Đó. Đó, độ rơ có rơ nha. Có rơ mình thanh lý luôn. Giá 500 nha, cho anh em lấy phụ tùng. Con này nó không bị hết, nó chạy full chức năng mà nó bị gãy cánh quạt thôi chứ không có gì hết. À, cái này là số 2 ha. Số 2 mình thanh lý giá 500 luôn. Hôm nay ngày 4 tháng 8 nha, anh em nhớ ngày giúp mình nha. Thanh lý ha. Đây, đủ chức năng ha. Đèn. Điều tóc còn còn hết ha. Đó. Đó, đầu nó rơi nó sẽ kêu ha. Cái này nó đụng vô đây nó lắc nè, nó sẽ kêu ha. Chứ có gì cao su còn đầy đủ hết nè. Test búa cho anh em coi luôn nè. Cực kỳ mạnh ha. Chỉnh số còn ok hết. Chỉnh số thì nó gặt đây thôi nha anh em. Đó. Đó, tôi chậm nhất nè ha. Ngắt lực. Đó, tôi này ngắt lực. Đó, ngắt lực ha. Đó, chính giữa nè. Chính giữa tôi nhanh nhất ha. Rồi thì tôi vừa ha. Tôi đèn led nó nè, đó, đèn led nó tự cháy ha. Đó, còn thân máy nha, thanh lý thân máy luôn, gãy cánh quạt. Đó, đầu có lắc. Giá con một mát 141 này thanh lý giá 500k luôn nha. Số 2 giá 500. Rồi. Số 3 là mình bán một cặp vỏ pin của Bana với lại Nati xài chung hết nha. Còn seal còn ruột có trong đây hết luôn mà không biết nó còn von hay không ha. Để mình thử nha. Nó còn von không? Đó. Mình để lâu quá, cái này nó còn có cục này còn 1V mấy ha. Về anh em lấy vỏ đóng pin ha. Đó, cục này không lên von ha. Đo chân giữa thử nè. Đó. Rồi, nói chung là bán hai vỏ này nha. Không còn von. Giá là 400k cho hai vỏ nha. Ai mua lẻ một vỏ thì giá tiền nó khác nha anh em. Đó. Vỏ này còn đẹp ha. Tem nó còn hết ha. Đó. Đây ha, đất cũng còn tem ha, bán cặp này luôn.
số 3 giá 400k cho cặp vỏ pin này ha. Rồi số 4 là cục pin Makita 6A bị lỗi mạch ha, bán giá 500. Đây vỏ còn đẹp ha, dính sơn đây miếng đó, số 4 bán giá 500 ha. Đây về nó có bị đứt, nó bị đứt một mối hàng, đây mình hàng lại ha, bấm lại thôi chứ không có gì hết, đó bấm đây ha, đứt mối hàng bấm lại ha, đó anh em thấy nhìn rõ ha, pin thì không có dính nước như nào ha, anh em chú ý nhìn giúp mình ha, đó đẹp không có dính nước, đó anh em nhìn ha, không có dính tí nước nào. Xeo mình sẽ đo cho anh em coi luôn có đều nhau không ha, nếu mà nó lệch áp nhiều là không có xài được đâu nha anh em. Đó mình đo tổng hết là nhiêu, nó ì nó con này nó trên 20V luôn kìa, nó 201V ha, đó 20V đi, mình đo từng cặp cho anh em coi ha. Đây 4V nè, 3V 9 mấy á, 4V 03, rồi mình đo tới cặp này ha, đó 4V 04, đó nó gặp đều nhau hết rồi nha anh em. Đây đó 4V 01 ha, đó tới cặp này 4V 01 luôn ha, rồi tới cặp này rồi 4V 01 luôn ha, 4V ha, xeo như vậy là khá là đều nhau rồi ha, đó đẹp không dính nước ha, đó thì nó bị lỗi mạch. Giờ anh em nhìn chú ý nhìn xeo lại ha, đó còn khá là đẹp luôn, không dính một miếng nước nào hết ha. Thì cái này mình bán giá 500k nha, số 4 đó, vỏ cũng còn đẹp luôn nha, đó pin 6A nha, đó lỗi mạch số 4 giá bán 500k ha. Rồi số 5 là một bộ này nha anh em, máy pin sạc luôn, con này nó đẹp hơn con hôm qua nha, tem còn mà màu này màu xanh nữa, có vỏ bọc trên đầu nữa ha. Đó máy pin sạc mình bán luôn, pin này pin đóng mới lại hay là pin zin thì mình quên bà nữa, để lâu quá mình không nhớ đó. Nhanh chậm nó có ha, tôi chậm ha, tôi nhanh ha, test nhắc lực luôn đó. 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 Rồi rồi sạc này là sạc pin đó nha, cắm hai dòng điện luôn, số 10 là cắm được hai dòng điện nha, từ 100V đến 220V luôn, một bên là niken bên ly ông ha, từ 2V4 đến 36 sạc còn đẹp luôn, dính dơ nữa ha, còn tem gì đây nó luôn ha, đó sạc pin luôn ha. Đây thì cái máy này ngoại hình cũng còn đẹp nha, đó chỉ đây có cái bọc bảo vệ đi luôn ha, không xài rút ra cắt đó. Đây đời này là made in Japan này hoàng nha anh em, nằm đây đó, màu này màu xanh đó ha, bên đây tem còn đẹp chữ Panasonic nè, EZ7410 ha, đó dít gạch 3.6 đó, đó có đảo chiều đầy đủ hết nè. Rồi con này mình bán máy pin sạc là giá 750 nha, 750 đó cho cái bộ này nó đẹp hơn bộ hôm qua, bộ hôm qua thì màu trắng nó thì thấy thường rồi ha, rồi, cái bộ này đẹp hơn mình bán giá 750, số 5 ha. Rồi số 6 là một cái cục pin Makita 14V 3A có báo pin nha, đó, hôm qua nay mình để test máy luôn đó, thì nó đây này, nó ghi là made in Việt Nam nha, xuất sang thị trường Nhật, còn cái sale niêm phong luôn hay gì đó, mình không biết nó có gửi ai gửi rồi, bữa mình gửi ra mình coi rồi, pin ở trong cũng còn đẹp ha, mình đo von cho thử cho anh em coi, bao với anh em là nhận sạc pin ha, còn nhận sạc pin đó. Đây nó còn 15V 94 à, hôm nay mình xài quá trời mà còn 15V 94 à, cục này trên 16V ha, đó thì giá bán cái cục pin 3A này 14V 3A ha, có đèn báo pin luôn đó, giá 400k nha, số 6 nha anh em. Rồi tiếp tục cái số 7 là một cái máy Black Ticker, ở đây tem nó còn mà nó bị bong lên ha, 3V 6, con này pin Li-ion Honeycan mình cũng không nhớ rõ, đây nó có để mũ dít mà nó rớt mất rồi đó, thì con này giá số 7 và bán giá 200 ha, đây nó có chui sạc sẵn luôn nè đó, giờ anh em không thích xài đóng pin lại nó còn chạy luôn á.
đảo chiều nữa đây. Đó. Ở đây mình bóp vô, bóp cái này vô là mình xay nó ha, đó, xay nó thành dày. Đó, cũng được ha, bóp vô xay nó lại dày. Đó, muốn bắn kiểu gì bắn ha, đó. Tem bên đây thì còn, không chưa bung tróc lên. Con này nó có cấp trượt hay gì, đúng rồi. Đây, đó, có dạng cấp trượt ha. Đó. Này nhỏ để anh em làm đồ điện tử ha, giá bán số 7 là 200. Đó thì cái này số 7 là cũng là cuối clip rồi nha anh em. Cuối clip thì mình cũng chúc ở nay mình gửi hàng ở dưới Bình Dương nha, nên mình sẽ trả mã bill cho anh em bằng cái tờ giấy ha. Đó, chúc anh em có một ngày thật nhiều sức khỏe, nhớ giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch. Ai mua hàng thì điện thoại không được thì nhắn tin giúp mình ha, nhiều khi mình hay đi ngoài đường. Đó, anh em thông cảm cho mình cái chuyện đó. Rồi.